Chúa theo Thánh Marco chương 12 câu 35 đến 37. Khi giảng dạy trong đền thờ, Chúa Giêsu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi rằng: Bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?" Đám người đông đảo nghe Chúa Giêsu cách thích thú. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc Kinh Thánh đề cập đến từ con vua David, chúng ta biết khái niệm từ con có ba cách hiểu. Con ruột là con sanh ra, con nuôi do nhận nuôi, và con cháu ý nói dòng tộc, hậu duệ. Vua David là một hình mẫu lý tưởng mà người Do Thái tự hào, và càng tự hào khi Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi David. Thế nhưng, Đấng Cứu Thế không chỉ đơn giản là một vị xuất thân từ dòng dõi Hoàng Vương, mà Người còn là Chúa và là Đấng được sai đến trần gian. Như vậy, niềm tự hào về một dân được cứu chuộc không chỉ giới hạn cho người Do Thái mà thôi. Ơn cứu độ được mở ra cho hết mọi người, do bởi vì Người là Chúa từ trời cao đoái thương và muốn cứu chuộc con người. Mầu nhiệm Chúa Giêsu có một ngôi vị, nhưng hai bản tính vừa là Chúa vừa là người thật không dễ gì có thể hiểu thấu được. Cho nên chúng ta cùng noi gương Thánh Vương David, có một cặp mắt đức tin được Chúa Thánh Thần soi dẫn, để người có thể nói tiên tri về sứ vụ Đấng Cứu Thế. Nhờ đó chúng ta nhận ra Chúa Kitô là Thiên Chúa đã nhập thể làm người cứu chuộc chúng ta. Lạy Chúa, vì Chúa nhập thể làm người để thấu hiểu được kiếp người của chúng con, và vì Chúa là Chúa, nên chúng con có một chỗ dựa vững chắc. Xin cho mỗi người chúng con cũng được nhờ Chúa mà được dự phần vào gia đình con cái Thiên Chúa, để được hưởng sự sống trường sinh. Amen.